Chào các bạn trở lại với chuyên mục kiến thức máy tính trên kênh Net Media CCTV. Trong clip hôm nay, mình sẽ làm một thủ thuật ở trên Microsoft Office là điều chỉnh chế độ template cho Microsoft Office về chế độ dark mode và hay còn gọi là chế độ tối và một số điều cần lưu ý các bạn. Thì để đổi cái giao diện sang cái chế độ tối trên Microsoft Office thì các bạn vào File, vào Account. Ở đây các bạn để ý cái dòng Office Theme thì ở đây nó có rất là nhiều cái theme của chúng ta. Trong đó chúng ta cần để ý chế độ Black, đó là chế độ tối hay còn gọi là Dark Mode. Thì khi các bạn chuyển sang chế độ Dark Mode thì giao diện của chúng ta sẽ ở cái dạng màu đen như thế này. Và các bạn lưu ý khi các bạn chuyển sang Dark Mode thì tất cả các cái chương trình còn lại như Excel, PowerPoint nó đều chuyển sang Dark Mode. Thì các bạn vào thử Excel các bạn sẽ thấy nè. Đây, bên Excel của chúng ta nó cũng tự động chuyển sang chế độ Dark Mode. Và ở PowerPoint cũng vậy luôn các bạn. Nó tự động nó đặt lại tất cả chế độ đen hết. Như vậy khi các bạn chuyển sang chế độ Dark Mode thì các bạn cần lưu ý một số vấn đề. Đó là ở trang giấy ở trên Microsoft Office Word thì các bạn chuyển sang Dark Mode thì trang giấy ở đây có thể là nó chuyển sang một cái màu xám hoặc là màu đen. Thì các bạn hoàn toàn có thể đổi lại cái trang giấy cái màu mà các bạn thích. Thì bạn vào tab Design, bạn vào cái mục là Paint Color. Thì ở đây nó có nhiều cái màu các bạn có thể chọn ở đây. Ví dụ như bạn muốn đổi thành màu trắng trở lại thì bạn chọn vào cái mục này. Nó sẽ là màu trắng và chữ màu đen. Và khi các bạn chọn File Print thì nó ra bình thường. Cũng là chữ màu đen và cái nền màu trắng. Trong trường hợp các bạn có cái Paint Color của các bạn không phải là màu trắng mà nó qua là màu xanh như thế này, thì khi các bạn in ra nó cũng vẫn là chữ màu đen và cái nền màu trắng bình thường. Tại vì chúng ta thiết đặt ở cái dạng là không có in màu của cái Paint Color. Nếu như các bạn muốn in màu của Paint Color thì các bạn sẽ thực hiện một cái thao tác nữa là vào File, các bạn chọn vào cái mục là Option này và các bạn sẽ tích vào cái mục Display và các bạn nhìn ở cái mục là Printing Option. Ở cái mục thứ hai thì các bạn thấy là nó có để là Printing Background Color and Image. Thì khi các bạn tích vào cái mục này thì các bạn ok, thì lúc này nó sẽ in cái màu trang giấy cho các bạn. Các bạn để ý màu trang giấy của các bạn lúc này là màu xanh. Khi các bạn đổi lại cái màu khác, ví dụ như đổi lại cái màu xanh này hoặc là màu đỏ này, thì các bạn khi các bạn print thì nó sẽ ra màu đỏ đó. Còn bình thường thì các bạn không có in màu trang giấy thì các bạn nên vào cái mục option này, vào cái mục display này, các bạn bỏ cái dấu check ở cái mục thứ ba là printing option đó các bạn, dòng thứ hai bỏ dấu check đi thì chúng ta sẽ không có in màu của trang giấy. Thì các bạn vào đây. Và khi các bạn chọn print thì các bạn sẽ thấy rằng màu vẫn là màu trắng bình thường. Như vậy ngoài cái việc chọn cái chế độ dark mode, cái chế độ tối ở trên Office thì các bạn có thể chọn tham khảo nhiều cái theme màu khác nhau. Thì bằng cách bạn vào File Account thì ở đây các bạn có thể chọn lại cái màu dark gray, màu là đen xám này các bạn. Đó, màu đen xám. Hoặc là cái màu trắng. Đây. Tùy các bạn thích màu nào các bạn có thể chọn màu đó. Còn nếu để các bạn chọn theo cái màu hệ thống thì các bạn chọn Color Full hoặc là Use Theme Setting. Thì ở đây mình chọn có thể là Color Full hay là cái màu của bình thường. Các bạn chọn cái mục là Use Theme Setting, thiết đặt theo hệ thống. Hay đây color của nó thì sẽ trở thành màu trắng lại tất cả như bình thường các bạn. Thì ở trên đây mình đã trả lời một số câu hỏi của các bạn về cái chế độ dark mode ở trên Office. Thứ nhất đó là khi chúng ta thay đổi chế độ dark mode ở trên
Word thì đồng thời cái chế độ này áp dụng đối với tất cả các cái phần mềm còn lại như Excel, PowerPoint. Và cái việc màu của trang giấy trên dashboard hoặc là bất cứ chế độ template của nào thì các bạn vẫn có thể đổi màu trang giấy được để cho phù hợp với cách các bạn nhìn. Và khi mà chúng ta không có chọn in màu trang giấy thì cho dù cái màu trang giấy nó có màu gì đi chăng nữa thì in ra vẫn là màu trắng. Đến đây clip cũng khá dài. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip. Các bạn đừng quên cho mình một like và một đăng ký nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.